Xin chào các bác, chào tất cả mọi người ạ. Kênh em Lâm Sóng và báo giá những cặp loa phun đôi bass 40 và bên trên là loa chấp kèn, hàng đến từ bãi USA, đến từ bãi Hàn Quốc anh em ạ. Như cặp đầu tiên em sẽ soi đến là loa Wahlgren E-căng còn đầy đủ, cùng với lại những cái tem cờ ở dính trên E-căng. Sở hữu là hai loa bass 40, một loa chép kèn cho một thân loa, ở phía dưới là hai lỗ thông hơi. Nhìn tổng thể các tuyến loa bass và loa chép đều còn rất mới anh em ạ. Đây là màng loa bass màu nâu đất này, màu nâu xám nha, và gân vải lụa anh em, còn rất đẹp và rất rất là mới. Như những đôi loa full này mình có thể chơi không gian lớn ha, không gian trong phòng khoảng 30 mét vuông đổ lên, hay là mình có thể chơi ngoài trời rất là tốt, rất là ok. E-căng còn đẹp, còn đầy đủ, nó có cả cái logo của Quốc Phát đằng đây bờ rồ ha. Rồi đây là cái đường dây loa, nguồn điện loa ha, để nuôi những cái bóng đèn này. Bóng đèn này nó sẽ chớp theo nền nhạc của mình, khi mà mình mở nhạc lên nó chớp, nó nhá theo rất là đẹp. Bên trong mình thấy là những chiếc phân tầng của loa tương đối là khá là khủng, cái quan đồng của loa bên trong là rất là to anh em ha. Đấy, như cặp loa Quốc Phần đàn này, tí xíu em sẽ mở ruột gan của từng loa ra cho anh em xem. Rồi mặt sau của loa này, đó, đây là mặt sau của loa, nó có model là EVP-X215, công suất maximum là 2000W và trung bình đầu vào là 500 đến 1000W, trở kháng là 4 ohm và được sản xuất tại bên Enlen, hàng bãi xịn của Anh Quốc anh em ạ. Đây, như mức chịu đựng là 2000W, tối thiểu là tối đa là 2000W và trung bình là 500 đến 1000W. Thì mình có thể xài con đẩy khoảng 16 sò là đã được đô la full này rồi. 16 sò hàng của Nhật, hàng của Mỹ hay hoặc là hàng của Trung Quốc đều đã được đô la full này ha, chứ không phải là không cần. Anh em không cần xài đến con đẩy nào mà 2000W đâu, bởi vì nó là chịu đựng 2000W thôi, là mình có thể xài được con đẩy 16 sò đổ lên là đã được cặp loa này rồi. Đấy, như đô la full này giá 17 triệu đồng cho một đôi, full đô 40 từ 170, côn 63, E-căng còn đầy đủ và nó có bóng đèn. Cặp phía bên đây là cặp loa Boy, cũng là bass 40, có một cái hiệu Boy nằm ở phía dưới loa này. Bass 40 full đôi 40 ha. Rồi bên trên là loa chấp kèn này, cặp này tuy là nó có không có thương hiệu bằng JBL hay Boss hay là phi vây, nhưng mà được cái là chất âm của loa Boy này rất ra xứng đáng đồng tiền, và nó cũng hát họ cũng ok lắm anh em, giá tiền nó rẻ hơn những dòng bên đây rất là nhiều. Như sở hữu là bass 40 thật ha, hai bass 40 đôi, ở phía dưới là hai lỗ thông hơi và bên trên là loa chép kèn. Ở phía mặt sau đây, đây là mặt sau có cái tem loa anh em này, đó, hiệu Boy ha. Đây, sản xuất tại bên USA, công suất maximum là 800W, trung bình đầu vào là 400W anh em. Và đây cũng vậy nè, đã trở kháng là 4 ohm, trở kháng là 4 ohm ha, hiệu Boy. Đây, mặt trước có một chiếc cây căng ở đây, em cũng hạn chế tháo nha, bởi vì tháo ra những dòng cây căng này nó rất là khó, nó khó hơn là những dòng bên kia một chút. Nó mình tháo ra thì nó sẽ dễ bị rách hay là nó dễ bị cong những chiếc E-căng này nè anh em, nên em chỉ tháo ra một chiếc thôi. Còn một chiếc bên đây này, loa y chang đây luôn, một thứ một nha. Đó, hiệu Boy này đến từ bãi USA, chấp kèm bên trên. Như cặp loa này giá rẻ lắm, nó rẻ hơn những cặp ở đây rất là nhiều, nó tầm khoảng 12 triệu đồng cho một đôi. Sở hữu là bass đô 40 và bên trên cái chấp kèn, một cái đẩy hát karaoke rất là hay, rất là tốt cho phòng 30 đến 50 mét vuông nổi lên, thậm chí mình có thể để ngoài trời là mình chơi luôn. Còn đầy đủ cả E-căng nha, E-căng nó đẹp như nhà chiếc bên đây này, và chữ Boy còn đầy đủ luôn. Ở phía bên tay phải em là hai đôi loa full JBL, cũng được sở hữu bass đôi 40 và chấp kèn bên trên. Những dòng loa này rất là thương hiệu rồi và hát karaoke cũng sướng mồm nữa anh em. Đó, bass 40 và lỗ mũi màu đỏ nâu đất ha. Hiện tại bốn chiếc này đều như nhau, đẹp như nhau, có một chiếc này nó hơi dính dơ thôi. Bắt đầu em xé vệ sinh lại, sẽ chùi những vết dơ này ra là sẽ đẹp ngay thôi anh em ạ. Em đã có hai đôi giống nhau, đẹp như nhau và E-căng em đã tháo ra rồi, nằm ở phía bên tay phải em đây. Chép kèn này và bát 40 đôi từ 170 côn 63. Đó, mặt sau của hai loa này còn khá là ok anh em ạ, cùng một model luôn là JBL JTX 125. Đó, công suất maximum là 500 đến 1000W, trở kháng là 4 ohm và được sản xuất tại bên Made in USA. Nó dòng là dòng JTX 125 ha. Này, một cặp là của USA và một cặp là của Mexico. Đó, hai cặp đều như nhau, đều đẹp, di xịn nhau hết. Mặt sau đây, mặt sau của bốn loa này, nó đẹp, tất cả đều đẹp anh em ha, đẹp như nhau cả.
Đó, như cặp JBL 125 này em đang bán với giá là 19 triệu đồng cho một đôi, còn Wattfadden là 17 triệu, và cuối cùng là hàng Boy, hiệu Boy, giá là 12 triệu. Cái cặp bo này nó còn cả súp của nó đây. Đây cái súp của la bo đây, em chưa cho lên sóng lên em, bởi vì nó còn dính dơ, dính dơ dính bụi bẩn nhiều lắm. Rồi em chưa cho lên sóng ha. Bác nào quan tâm đến cái bộ súp này có thể lên Zalo thì em sẽ chụp hình thêm cho. Đây là cái tay cầm của loa súp này. Súp bass 50, còn loa full là bass 40. Đó, rồi và ngay sau đây em sẽ tháo ruột gan của những bộ đen này ra cho anh em xem bên trong ạ. Và em vừa mới tháo ruột gan của ba loa ra, như cấu hình của loa Boy đây cũng rất là gấu anh em, sở hữu là 2 bát 40 từ 160, côn 51 từ màu bạc anh em ạ. Và cổ loa chép còn tương đối là khá là to, cầm lên cũng rất là đầm tay, có cái tem cũng là một cái chữ USA này. Đó, đây là cổ loa chép kèm ha. Rồi hai loa bát 40 từ màu bạc có đường kính là 160, côn 51. Đây, bên trong côn này anh em. Đó, bên trong côn là côn 51 ha, khá là xịn sò luôn, hàng còn nguyên zin, nguyên tai nguyên kiện, hàng bao sóng bao xả cho anh em. Và phân tầng bên trong này, nó phân tầng nó chỉ có những tủ trợ sứ rồi tủ màu vàng, tủ này thôi, nó cũng tương đối là khá đơn giản anh em ạ. Đó. Bởi vì đây là dòng rẻ tiền mà, nó chỉ có 12 triệu cho một đôi thôi. Nên rẻ tiền, được cái chất âm mang lại cũng rất là ok anh em. Tầm tiền 12 triệu là những con JBL là không bằng nữa đâu. Đây, đây là cái tem loa, nó có mã số là 151D USA này, 8 ohm. Công suất là 180W anh em ạ, chắc chắn là 8 ohm ha. Đó, đến từ bãi USA, từ 160, côn 51. Đó, những dòng loa này chưa về tiếng anh em, tiếng rất là hay. Và đặc biệt là cái gỗ của loa nó làm rất là dày. Này, gỗ dày, dày kinh khủng luôn. Hai bên mép do gỗ này, hai bên mép không anh em, nó làm dày lắm. Đây, rồi. Nó làm rất là dày ha. Từ cổ loa chấp kèn đây, cái họng rất là to. Và hai loa bass 40, đây là loa cây ha, hiệu Boy này. Nó dòng là dòng không đơn hiệu, nhưng mà được cái chất âm nó ra ok, rất ổn trong tầm tiền. Giá tiền là 12 triệu đồng cho một đôi. Và đến cặp loa Wattfadden, đây là dòng hàng của Anh Quốc. Nó có model của loa bass là D004A Wattfadden đến từ Anh Quốc ha, từ 170, côn 63 bên trong. Kèm là một cái phân tầng rất là to. Đây, phân tầng đây ha. Đó, mình thấy cái quần đồng to khủng bố luôn, to như là cái quần đồng của loa súp vậy. Rồi cổ kèn của loa của lâu có pha đần đây, nó có chữ này, nó có chữ có pha đần n lần và model là D533A. Đó, cổ loa kèn này ha, đây này, hàng nội của Anh Quốc luôn. Đó, hàng kèn còn rất mới rất đẹp. Rồi ở phía bên trong là bông tiêu âm và phân tầng bên trong. Đó, phân tầng đây mình nhìn thấy này. Đó, cái cổ loa bass đây A004A quốc pha đần ha, đến từ Anh Quốc nồi này, và từ 170, bên trong là côn 63. Đó, bên trong là côn 63, hàng còn nguyên zin nguyên xịn, hàng sống 100% nha anh em, chỉ việc về ghim vô loa nhưng mà xài thôi. Đánh bass hay lắm, côn 63 hoặc là côn 51, đánh tiếng bass nó mềm, nó không bị cứng, và cái tiếng lời ca ra rất là êm tai anh em ạ. Đó, đừng hang côn lớn ha, côn lớn nó sẽ làm cho tiếng bass cứng và nó chói tai lắm, càng mềm càng tốt, càng nhỏ càng tốt. Đây, như côn 51 bass 40 hoặc là côn 63 bass 40 là chơi ok trong gia đình rồi, tiếng nó rất là dễ chịu. Đó là tiếng rất là dễ chịu ha. Và cuối cùng nữa là cặp loa JBL 125 này, bass đô 40, còn nguyên cả dính bụi nữa. Anh em thấy không? Dính nguyên bụi trần ha, bụi tay luôn. Rồi bên trên là loa chép kèn đây. Em sẽ dở con chép kèn này lên. Đó, chép kèn này nó chạy mã số là 2412H-1 đến từ Made in USA. Đó, chép kèn đây ha. Rồi con bass chạy mã số là M115-8A, trở kháng là 8 ohm, đến từ bãi xịn USA. Đó, hai con loa bass này đều như nhau, đều chung một cấu hình loa ha, một model luôn, và đến từ sản xuất là USA 8 ohm. Đó, đây bên trong là phân tầng của full đôi này. Đó, phân tầng full đôi của JBL 125 ha, nhìn cũng ok lắm anh em. Bên trên một lớp và bên dưới một lớp, nó có hai lớp lận, cùng với lại bông tiêu âm màu đen nằm ở đây đây. Đó, hàng này hàng nồi ha, khá xịn sò và karaoke tương đối là ok lắm anh em, rất là hay trong tầm tiền. Bass ra hay và tiếng lấy mid, tiếng lời ca ra cũng đầy lắm. Đấy, như đô loa JBL này là 19 triệu đồng cho một đôi, và Wattfadden là 17 nè, cùng với lại một cặp loa Boy là giá 12 triệu đồng. Đô loa là rẻ mà chất lượng đồng tiền, sẽ đồng tiền lắm, mua về anh em hát hò hát ngày xuân ngày Tết là ok lắm anh em. Ở phía bên hông nó có một cái tem của Anh Quốc này,
Đó, rồi phía trước các túi loa đều đẹp hết ha. EK cũng còn đẹp cả ba loa luôn, còn đẹp cả đó cấu hình của ba loa trong video hôm nay em đang khui ra này, nó còn những nguyên bụi ha. Tôi xin em sẽ lau cái bụi này đi để cho nó mới hơn một chút. Rồi các tuyến loa bên đây, đây là cặp của Mexico này, hàng đẹp nha anh em ha, màng đẹp lắm. Rồi cặp của Uda cũng đẹp, nó có một chiếc nó dính dơ một chút thôi, dính dơ một chút này em sẽ lau chùi đi sau cho là đẹp keng thôi ạ. Uda và Mexico đều là hàng nguyên zin, nguyên xịn như nhau hết, hàng bao sống bao xài anh em ha. Rồi Anh Quốc rồi hiệu loa Boy cũng vậy, tất cả các hàng này đều là bao sống bao xài hết, anh em chỉ việc về ghim cho loa vô là mình xài thôi. Rồi em vừa lên sóng và báo giá ba cặp loa đôi Fundo Bass 40. Các bác quan tâm đến cặp loa nào liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc à. Và em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.